thông tin nhanh, chính xác, nội dung phong phú hấp dẫn. Đó là thương hiệu đã và đang được báo Lào Cai nỗ lực gây dựng. Không chỉ chú trọng về nội dung, báo luôn đổi mới giao diện, cách trình bày theo hướng đa phương tiện để đến gần hơn với độc giả. Giờ đây, những bài báo không chỉ là chữ viết, ảnh minh họa mà còn bao gồm cả video, ảnh động, file âm thanh, các yếu tố đồ họa được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới. Còn báo Lào Cai cũng đã từng bước phát triển để bắt kịp thời những cái xu hướng chuyển đổi số, như là việc có những cái trang fanpage, rồi những cái tin bài trên Facebook và cũng như là các cái trong website điện tử. Và đặc biệt hơn là báo đã chú trọng rất nhiều về các nội dung chuyên sâu, các cái chuyên trang. Và tôi cũng rất hay thường xuyên quan tâm đến những cái lĩnh vực về chính trị cũng như là về các cái chuyên đề của báo Lào Cai. Giữa môi trường truyền thông mở, đòi hỏi đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo Lào Cai không ngừng nỗ lực đổi mới, cập nhật công nghệ, làm mới tác phẩm của mình, đảm bảo hấp dẫn về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện. Bằng sự đam mê chuyên nghiệp và đạo đức làm nghề, những người làm báo Lào Cai luôn tiên phong dấn thân vào nguy hiểm, không ngại với những mảng đề tài khó, truyền tải thông tin đa chiều, chính thống đến với độc giả. Trong dòng chảy báo chí hiện nay, chúng ta phải tạo ra những phong cách riêng, những nét riêng, tạo ra một cái thương hiệu của báo Lào Cai. Muốn vậy, chúng ta phải luôn luôn trau dồi nghiệp vụ, áp dụng những kỹ năng làm báo hiện đại, đặc biệt là phải luôn luôn dấn thân đối mặt với những hiểm nguy, gian khó, và phải vượt được qua những áp lực đó thì chúng ta mới có được những tác phẩm giá trị. Lấy báo in làm nền tảng, báo điện tử là khâu đột phá, phấn đấu trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực của tỉnh. Hiện thực hóa lộ trình này, việc đổi mới để lớn mạnh, phù hợp với xu thế thời đại, nhưng vẫn giữ lửa của báo chí cách mạng và bản sắc địa phương được báo Lào Cai chú trọng, đồng thời lựa chọn nhiều kênh truyền tải thông tin để tiếp cận với bạn đọc. Để mà các cái sản phẩm của mình nó đến được với công chúng tốt hơn, thì chúng tôi cũng đang thực hiện đồng thời hai cái việc. Thứ nhất là cải thiện các cái nội dung cũng như là cái hình thức của báo in. Thứ hai là đối với các cái sản phẩm báo điện tử thì sản xuất nhiều hơn những cái sản phẩm đa phương tiện mà nó phù hợp với cái nhu cầu tiếp nhận hiện nay của công chúng. Báo Lào Cai đã và đang hoàn thành tốt sứ mệnh của một tờ báo đảng, tính tiên phong trong tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích nhân dân. Sự đón nhận và niềm tin của công chúng là động lực để báo tiếp tục đổi mới, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của độc giả.